Hãy cùng nhau tiến vào thế giới khai ngộ. Vấn: Ngày nay có rất nhiều giáo phái trên thế giới, làm sao biết được giáo phái nào sẽ dẫn dắt chúng ta về chân lý? Sư phụ: Quý vị tìm ra chân lý chỉ khi nào tìm được minh sư khai ngộ. Vấn đề đây không phải là ở các giáo phái, tất cả đều tốt, nhưng tìm minh sư khai ngộ là tốt hơn cả. Ấn Độ hồi xưa có nhiều con đường đạo, nhưng tại sao người ta lại theo Đức Phật Thích Ca? Tại vì Ngài là minh sư khai ngộ. Theo giáo lý của tôi tu hành, quý vị không cần phải thay đổi đức tin về tôn giáo của mình. Người Thiên Chúa giáo có thể tiếp tục tin Chúa Giêsu và Thượng Đế. Người theo Phật giáo có thể tiếp tục tin vào Đức Phật tối cao, cũng là Thượng Đế. Thượng Đế tối cao tức là Phật Tổ. Chỉ có danh xưng người ta gọi khác nhau thôi. Chúng ta chỉ cần tin vào lực lượng vô thượng bên trong, không cần phải thay đổi gì cả. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Hồng Kông vào ngày 8 tháng 7 năm 1989, nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin số 111. Nếu ai cũng thật sự tu hành theo giáo lý trong Thánh Kinh và kinh sách của Phật giáo, thì họ sẽ không bao giờ tranh luận lẫn nhau, rồi tất cả mọi tôn giáo sẽ vui vẻ với nhau và sẽ làm lễ trong cùng một thánh đường. Đức giáo hoàng sẽ đi chùa, các tu sĩ sẽ đi nhà thờ, sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ có một tôn giáo thôi, đó là tôn giáo của Thượng Đế, của tình thương, của sự cảm thông. Chỉ có một nhà thờ, một ngôi chùa, đó là ngôi chùa của sự khai ngộ. Đến ngôi đền đó thì chúng ta sẽ biết hết tất cả các tôn giáo trên thế giới. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Costa Rica vào ngày 16 tháng 12 năm 1990, nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 111. Mật giáo và hiển giáo. Vấn: Trong sự tu hành, mật giáo và hiển giáo khác nhau ra sao? Sư phụ: Thứ nhất, sự trau dồi về tâm linh chỉ toàn hảo khi nào chúng ta phối hợp được cả hai khía cạnh mật và hiển. Tuy nhiên, đa số mọi người không tu theo mật giáo vì họ không tìm được dòng dõi hay gặp được một vị minh sư để có thể truyền cho họ pháp môn này. Cho nên họ chọn hiển giáo, được dạy công khai và có thể theo mà không cần phải thay đổi tư cách, thái độ hay tiêu chuẩn đạo đức. Những người thờ tượng Phật, cúng dường phong bì đỏ đựng tiền tại các đền đài đều được coi như là những người tu hiển giáo, mặc dù thỉnh thoảng họ cũng giết heo. Những người tu theo mật giáo phải có tiêu chuẩn đạo đức cao, tuyệt đối giữ giới và biết nhiều pháp bí truyền từ ngàn xưa. Tuy nhiên, tìm ra được một vị minh sư khai ngộ biết mật pháp không dùng ngôn ngữ là điều khó nhất. Người đó chỉ có thể truyền pháp cho chúng ta sau khi họ tốt nghiệp môn phái giáo lý vô hình này và đã đạt được chân pháp, không thể nào diễn tả được hay đặt tên được. Trong hiển giáo, người tu hành phải nghiên cứu nhiều kinh điển và học hỏi nhiều từ ngữ Phật giáo trước khi có thể tốt nghiệp. Họ phải thông hiểu các danh từ Đức Phật, Bắc Tông hay Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩa là gì. Họ phải học và biết hết những thứ này để có thể trả lời câu hỏi của người khác. Chỉ khi đó họ mới có thể dạy được hiển giáo. Tu mật giáo khó hơn bởi vì không phải là học từ kinh điển. Chúng ta dựa vào sự tu hành của mình từ kiếp này sang kiếp khác, nguyện vọng mãnh liệt muốn tìm về chân lý, cũng như sự thành tâm, giới luật và sự tu hành tinh tấn của mình. Chúng ta phải dựa vào chính mình cho đến khi nào tìm ra được minh sư khai ngộ của chính mình. Vì vậy, tốt nghiệp từ mật giáo rất khó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn tất được cả hai, mật giáo và hiển giáo. Ngài có thể dạy bất cứ điều gì và giảng giải kinh điển nào cũng được, kể cả bốn kinh Vệ Đà. Ngài không gặp khó khăn trong việc tranh luận với những người theo Đại Phạm Thiên hay bất kỳ người nào về việc này. Ngài cũng đạt được mật giáo,
mà không thể truyền ra được bằng lời hay viết ra được bằng chữ. Vì đã tốt nghiệp từ môn phái giảng dạy vô hình này, nên Ngài có thể truyền cho những người tin tưởng nơi Ngài. Sự khác biệt giữa hai giáo là mật giáo rất ít người đạt được, còn hiển giáo thì rất nhiều người đã hoàn tất và tốt nghiệp. Người thường theo học trong các tu viện Phật giáo nhiều năm cũng được coi như là tốt nghiệp môn hiển giáo, cho nên ngay cả những người thường tục cũng có thể giảng giải cho công chúng định nghĩa của Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, chú Đại Từ Đại Bi, hay nguồn gốc của A Di Đà Phật, ý nghĩa về danh hiệu của Ngài và tại sao chúng ta nên niệm danh Ngài. Trái lại, môn phái mật giáo rất là khó, không có một kinh điển nào để mà dựa vào. Chúng ta chỉ có thể tin cậy vào Phật tánh, Thượng Đế tánh và trí huệ của mình để mà tìm ra đạo. Chúng ta mong mỏi và tu hành tinh tấn mỗi ngày cho đến khi nào hoàn toàn đạt được đạo mới thôi. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể truyền giáo này cho người khác. Nó rất là khó bởi vì đó là kinh điển chân chính và vô hình, là viên ngọc mâu ni, là tài sản vô hình mà chúng ta chỉ có thể kiếm được một cách vô hình trong yên lặng. Ngay Minh Sư cũng không thể nào giúp chúng ta được, Ngài chỉ có thể dẫn đường cho chúng ta đi mà thôi. Chúng ta phải dồn hết nỗ lực và biết dùng trí huệ của mình. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Hồng Kông vào ngày 8 tháng 7 năm 1989, nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin số 111. Vấn: có 8 dạng 4.000 pháp môn trong Phật giáo. Kinh Kim Cang nói rằng tất cả mọi pháp môn đều tu tánh từ bi và tất cả đều bình đẳng. Tuy nhiên, trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rằng các chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp nên tu pháp môn Quán Âm. Có phải vì pháp Quán Âm thích hợp cho chúng sinh hơn không? Sư phụ, không những thích hợp hơn mà tu pháp Quán Âm phải là việc trước tiên. Để nói lại cho rõ, chúng ta sinh ra làm người là để tu pháp Quán Âm. Nếu không, chúng ta sẽ không nhận biết được chúng ta nên làm gì trong đời sống con người. Chúng ta bỏ mất cơ hội quý giá này bởi vì chúng ta làm lỡ mất thời điểm chủ yếu này, rồi sau đó đi chỗ khác để mà tu 8 dạng 4.000 pháp môn từ đầu trở lại. Nhưng mãi cuối cùng, khi đến cổng của pháp môn tối hậu và được sinh ra làm kiếp người trở lại, thì chúng ta lại miễn cưỡng không muốn bỏ. Chúng ta từ chối không chịu tu, ngay cả lúc gặp được Minh Sư khai ngộ, để rồi phải luân hồi nữa. Loài người sinh ra là để tu pháp Quán Âm. Đó là bổn phận chúng ta phải làm. Chúng ta sinh ra làm người với mục đích đạt được quả vị thánh nhân và đại trí huệ. Cơ hội cuối cùng, quý giá nhất và duy nhất của chúng ta là được sinh ra làm người với mục đích đạt được trí huệ vĩ đại này và để được thoát ra khỏi 8 dạng 4.000 pháp môn đang ràng buộc chúng sinh. Tuy nhiên, vì không hiểu được sự thật này nên chúng ta không biết làm người phải làm gì. Sau khi tu pháp môn Quán Âm, từ từ chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao chúng ta được sinh ra làm người và mục đích của mình là gì. Bây giờ có thể quý vị nghi ngờ, nhưng tôi không có cách nào khác. Vì quý vị hỏi nên tôi phải nói. Tất cả 8 dạng 4.000 pháp môn kia đều là vô ích. Chúng chỉ buộc chúng ta vào trong tam giới. Chúng mang lại cho chúng ta những phần thưởng gia trì, quyền lực và khả năng siêu nhiên, nhưng vẫn buộc chúng ta bên trong tam giới. Pháp môn Quán Âm là pháp duy nhất mang chúng ta ra khỏi dòng tam giới. Điều này rất là khó tin, vì vậy mà chúng ta ít khi biết đến. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Đài Bắc Formosa vào ngày 6 tháng 3 năm 1988, nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin số 111. Pháp hơi thở không phải là pháp môn tối hậu. Có người yêu cầu tôi dạy cho họ pháp thiền mà có thể ngừng thở và ngừng tim đập. Tôi bảo không cần phải vội vã như vậy, cứ đợi một thời gian, khi chết mấy chuyện này sẽ xảy ra. Đây không phải là một điều cần thiết,
Chúng ta không cần phải can dự vào việc làm của thiên nhiên. Đây không phải là cách để được khai ngộ. Sau đó, họ hỏi tôi dạy cho họ pháp thiền mà có thể làm gia tăng nhiệt trong cơ thể, để nó trở thành như ngọn lửa nhập định, sức mạnh thiền định qua hơi nóng. Tôi bảo không cần, chỉ việc nhảy vào lò thôi. Đây là điều vô lý, không ăn nhầm gì đến chuyện khai ngộ. Có thể các minh sư hay những người tu trên Hy Mã Lạp Sơn không đủ ấm, nên họ phải luyện cái cưa bằng nhiệt tu mô từ bụng để tạo ra hơi nóng sưởi ấm cho cơ thể trong thời tiết lạnh trên Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng ở đây, chúng ta có hệ thống sưởi, có máy sưởi, có đủ mọi thứ, nên không cần đến cái đó. Lấy ví dụ Đức Phật. Có một người đến gặp Phật khoe rằng ông ta có thể đi trên mặt nước qua được bờ bên kia. Đức Phật hỏi, ông tu hành bao lâu rồi mà đạt được tới mức đó? Người kia trả lời, 25 năm. Đức Phật nói, tại sao phải phí thời giờ, tiền bạc? Tôi chỉ trả có 5 xu là có thể đi ghe ngang sông được. Đây là những quan niệm sai lầm. Chúng ta tu hành để khai ngộ chính mình, để biết chúng ta có thể làm gì cho loài người, để biết chúng ta liên hệ với vũ trụ như thế nào, và chúng ta có thể cống hiến được những gì cho vũ trụ mà đã dâng hiến cho chúng ta thật nhiều, hoặc làm cách nào để giải thoát cho chính mình ra khỏi sự khổ đau, giải thoát cho chúng ta khỏi cảnh nô lệ của sinh tử luân hồi. Nhưng không phải tu để mà khoe khoang, không cần phải tăng sức nóng hay sức lạnh, không cần phải làm ngừng tim hay ngừng thở. Những thứ này đều là hiện tượng nhất thời, sự vận hành của tạo hóa. Chúng ta không để ý đến làm gì. Thượng đế tính, Phật tính, không nằm ở trong hơi thở, không nằm trong nhịp tim đập hay trong sức nóng ở bụng. Thượng đế tính cũng ở trong đó, nhưng đó chỉ là một khía cạnh nhỏ của thượng đế tính mà thôi. Chúng ta nên tìm toàn bộ rồi sẽ biết được mọi chi tiết. Chúng ta không nên chỉ để ý đến chi tiết rồi quên đi toàn bộ. Cho nên, quan niệm sai lầm cần phải được thay đổi để đưa đẳng cấp của chúng ta lên cao, ít nhất cũng là trình độ trí óc, để có thể hiểu biết xa hơn. Nếu cứ dính vào quan niệm này hoặc thành kiến lỗi thời này, thì chúng ta sẽ không có hy vọng được văn minh hơn, thông minh hơn. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Viện Đại học Harvard, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 2 năm 1991. Nguyên văn tiếng Anh. Bản tin số 111. Chắc chắn tu quán hơi thở Pranayama sẽ có nhiều lợi ích. Có thể có sức khỏe, có thể sống lâu hơn một chút, có thể được một vài thần thông nào đó, hoặc có thể cảm thấy bình yên, an ổn hơn. Không có gì mà không có lợi. Nhưng tu Pranayama không đưa quý vị đến đâu cả, vì chúng ta sống vĩnh viễn, không cần hơi thở. Cái mà chúng ta kêu bằng sự sống không có nghĩa là thân thể. Nếu nghĩ sự sống là thân thể, thì quý vị tu luyện và hơi thở quan trọng cho thân thể. Nhưng chỉ cho những người thường thôi, nhiều người không cần. Quý vị có đọc tự thuật tiểu sử của một tu sĩ của Yogananda chưa? Khi sư phụ của ông nhập định, ngài cũng không có thở. Bộ quý vị tưởng lúc đó ngài không có trí huệ như ngài không thở hay sao? Vậy trí huệ của ngài đi đâu? Làm sao lúc đó ngài có thể đạt được trí huệ khi không có hơi thở để tu Pranayama? Tôi biết nhiều người luyện phương pháp hơi thở, không phải Pranayama, nhưng họ đếm hơi thở. Có nhiều phương pháp tu luyện liên quan đến hơi thở và dùng hơi thở làm một phương pháp để tập trung tư tưởng. Nói về tập trung tư tưởng thì nó cũng có lợi cho một số người, nhưng tôi không dám khuyên ai dùng cách đó. Có nhiều cách tốt hơn là cách tùy thuộc vào hơi thở nhất thời này. Quý vị phải huấn luyện đầu óc để tự nó tập trung bằng sức mạnh của linh hồn, chứ không phải là chỉ dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. Nếu không, khi quý vị bị tai nạn, khi bị té, khi chết, khi bệnh hoạn, hay lúc đang ngủ không thể để ý đến hơi thở được,
thì làm sao tu? Chúng ta không thể tu chỉ khi nào tỉnh hay khi biết mình đang thở. Chúng ta phải huấn luyện mình tu luôn luôn 24 tiếng đồng hồ, và cái đó chỉ có linh hồn là làm được. Tôi biết có nhiều người tu hơi thở đến trình độ họ có thể không cần thở, và đó là trình độ cao nhất của những pháp này. Nếu người nào ngưng thở được là được chúc mừng, vì đó là mức cao nhất họ có thể đạt đến được. Nhưng khi họ ngừng thở, có nghĩa là hơi thở rốt cuộc cũng chẳng có gì là quan trọng. Quý vị có thể sống không có nó. Thật ra, nói quý vị nghe, hơi thở là không được đụng đến. Trong thân thể có hai luồng. Một là cái mà chúng ta kêu bằng sức sống hay luồng âm lưu, sạp. Cái kia gọi là luồng động cơ hay luồng sống. Luồng âm lưu là từ Thượng Đế mà ra, rung động trong mọi sự sống, có hay không có hơi thở, di động hay bất động. Âm lưu là cái mà chúng ta nghe được, luồng kia là luồng động cơ, chăm nom cho sự nóng, sự lạnh. Bộ máy tiêu hóa, hô hấp, tất cả mọi thứ, kể cả hơi thở, cái đó đã được điều hòa, không nên để ý đến làm gì. Chúng ta không nên làm nó ngắn hay dài, chặn nó lại hoặc điều khiển nó bằng bất cứ cách nào, bởi vì nó đã được chỉnh bởi đấng tối cao. Nếu chúng ta phá phách với bộ máy này, nó có thể bị hư. Khi nó bị trục trặc thì phải sửa chữa, chăm sóc cho nó, còn không thì đừng nên để ý đến. Nếu không, chúng ta có thể bấm lộn nút làm nó bị hư hại hoàn toàn. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Panama vào ngày 28 tháng Giêng năm 1991. Nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 111. Đấng cứu thế đã đến. Vấn: Sư phụ nghĩ thế nào về kinh Cựu Ước và đạo Do Thái? Sư phụ: Cái đó tốt, nhưng xin đừng có chờ Chúa cứu thế, bởi vì Ngài đến hoài hoài. Hãy cầu nguyện để quý vị sẽ nhận ra được vị Chúa cứu thế hiện giờ. Đừng cầu nguyện và chờ đợi vị Chúa cứu thế mà quý vị đang chờ. Ngài không bao giờ đến nếu quý vị cứ kỳ vọng Ngài theo lối của mình. Như khi Chúa Giê-xu đến, họ cũng mong đợi Chúa cứu thế, rồi giết đi người mà họ đang có trong tay. Chúng ta làm toàn những chuyện dại dột như vậy. Không phải là đạo Do Thái xấu xa, mà là chúng ta vô minh. Ngay Chúa Giê-xu có hứa là sẽ gửi những người an ủi tới. Như vậy có nghĩa là sau khi Ngài ra đi, sẽ có người khác đến. Người có thể an ủi chúng ta có nghĩa là người ngang với Ngài. Nhưng đã 2000 năm rồi, chúng ta vẫn còn chờ đợi. Nhiều đấng cứu thế đã đến và đi, thế mà chúng ta vẫn còn ở đây đợi người từ trên trời xuống. Ngài sẽ không bao giờ đến nếu chúng ta chờ đợi kiểu này. Chúng ta nghe nói Chúa Giê-xu sẽ xuất hiện lần nữa. Quý vị nghĩ Ngài sẽ đến như thế nào? Có cánh, bộ râu hay với thập tự giá để cho chúng ta nhận ra Ngài? Làm sao chúng ta nhận ra được nếu Ngài đến? Thậm chí chúng ta còn không biết Giê-xu trông như thế nào. Chúng ta không có ở đó, hay có thể là có ở đó, nhưng 2000 năm trước rồi, ai còn có trí nhớ tốt như vậy? Mọi người cười. Chúa Giê-xu đến không phải qua hình dáng mà là qua linh hồn. Chúa Giê-xu có thể đến với bất kỳ ai có đủ tri giác, nhận biết và mở đúng cửa để Ngài vào. Lúc đó, chúng ta sẽ trở thành như Chúa Giê-xu hay Đức Thánh Cha. Đó là lúc Chúa Giê-xu trở lại lần nữa. Ngài trở lại hoài hoài. Khi nào chúng ta sẵn sàng là Ngài đến. Ngài đến qua bất cứ minh sư nào có khả năng chứa Ngài, có khả năng chứa đựng lực lượng, dạng năng của Ngài. Người đó cũng là Chúa Giê-xu, có thể kiểu tóc khác hoặc đi giày cao gót, nhưng Ngài vẫn là Chúa Giê-xu. Mọi người cười và vỗ tay. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại California, Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 5 năm 1991. Nguyên văn tiếng Anh, bản tin
số 111.